Đợt lạnh nhất trong lịch sử gần 40 năm qua không chỉ khiến cho toàn bộ các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong giá rét và tuyết bao phủ khắp mọi nơi, mà còn khiến cho nhiều nơi ở khu vực miền Trung cũng chịu ảnh hưởng mạnh. Ít khi nào mà người dân ở miền Trung ra đường lại phải mang áo khoác và cả khăn quàng cổ như những ngày này. Thành phố Huế những ngày đầu của đợt mưa rét sâu, ai cũng có thể cảm nhận rõ rệt được không khí lạnh đã tràn về. Đợt không khí lạnh này, nhiệt độ ở Huế giảm sâu xuống 18 độ. Mưa cùng gió lạnh khiến người dân Huế khi ra đường phải khoác những chiếc áo dày, đội mũ, trùm khăn quàng kín cổ. Rất nhiều người háo hức diện đồ đông, nhưng vẫn có không ít người trăn trở, lo toan hơn với cuộc mưu sinh giữa tiết trời giá lạnh. Rét lạnh mà mình cũng không có khách cho mình còn chịu. Có quay mình cũng muốn có làm mà quay để kiếm cuộc sống mưu sinh mà mình chứ không có làm sao. Thì coi chị vẫn chịu đánh tôi làm ra được. Chỉ với áo mưa mỏng, những người già và các em nhỏ bán ốc, bán rau trên cầu xã hội này đang co ro chống chọi với cái rét để kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi. Hầu như không có khách mua hàng như mọi khi. Chơi mua hàng bạn được, con chơi mua đông bạn em. Chợ đêm những ngày sắp Tết, mọi khi thường đông đúc, nhưng hôm nay cũng điều hưu vắng vẻ. Những người mưu sinh ở đây có đủ lý do để lo lắng, bởi kinh tế gia đình của họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn với thời tiết mưa lạnh như thế này. Với đợt lạnh đầu tiên của năm 2016, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy háo hức và thích thú, bởi đến bây giờ họ mới thật sự được tận hưởng không khí lạnh rét của mùa đông. Mặc dù thì thời tiết lạnh như thế này, nhưng mà khi mà mình đi dạo và ngắm nhìn phố phường xung quanh á, thì mình cảm thấy ấm lòng hơn. Không chỉ ở các tỉnh Trung Trung Bộ như ở Huế, mà các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An cũng chịu tác động lớn từ đợt rét lần này. Theo thông tin của VTC14, tại trạm khí tượng Kỳ Sơn thuộc huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ, đã xuất hiện tuyết rơi từ đêm qua kéo dài đến sáng nay. Đây là lần đầu tiên tuyết rơi ở địa phương này. Chưa bao giờ người dân ở đây ra đường phải đeo găng tay và mặc áo mưa để chống rét. Với người dân miền Trung, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thực sự cái rét của mùa đông.